Nhà có nuôi con rối ăn hại, nó thật ra muốn dùng túi nhựa bóp chết người đàn ông, thấy ông còn nói được. Con rối tưởng là do mình chưa đủ mạnh nên nhanh chóng tấn công lần thứ hai, nhưng nó không biết ngoại trừ mũi thì vẫn có thể thở bằng miệng. Nhìn thấy mình bị chế nhạo là ăn hai, nó cảm thấy mình là nỗi ô nhục của thế giới búp bê kinh dị. Không nản lòng, nó lại nhắm vào em gái của người đàn ông. Khi người phụ nữ quay lại, vẻ mặt cứng đờ tại chỗ, cô nhìn thấy con rối đang chậm rãi giơ con dao thép trong tay lên. Giây tiếp theo, nó lao nhanh về phía cô. Nhưng cuối cùng, người phụ nữ trực tiếp đá nó một cước khiến nó choáng váng, kế hoạch lại thất bại. Lúc này, bạn thân của cô gái đang tắm nghe thấy tiếng động liền lên tiếng hỏi xem có chuyện gì. Búp bê nghe thấy thì ra trong nhà có người còn sống nên nhanh chóng cầm chiếc lò nướng điện lên, ý định cho cô gái bị giật điện trong bồn tắm. Nó xông vào giơ cao cái lò nướng và ném vào bồn tắm, nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra, cả hai đứng hình mất 5 giây. Hóa ra lại quên cắm điện, quá mất mặt con rối vội bỏ chạy tìm cách khác, đêm đến nó tiếp tục tìm cách tiêu diệt những người trong nhà.